Thưa quý vị, gần Tết Nguyên đán là thời điểm mà nhu cầu mua thịt lợn tăng, giá thường sẽ nhảy vọt. Tuy nhiên năm nay giá thịt lợn hơi không những không tăng mà còn có xu hướng giảm. Tại khu vực miền Bắc, thị trường lợn hơi ghi nhận mức điều chỉnh giảm rải rác, dao động trong khoảng 75 tới 81.000 đồng 1 kg. Cụ thể, hai tỉnh Bắc Giang và Vĩnh Phúc cùng giảm 1.000 đồng xuống còn 79.000 đồng 1 kg. Thái Nguyên, mức giao dịch hiện đạt 78.000 đồng 1 kg, giảm 2.000 đồng 1 kg so với cuối tuần trước. Cùng diễn biến, thị trường lợn hơi miền Nam giảm nhẹ từ 1 đến 2.000 đồng 1 kg ở một số địa phương, được giao dịch trong khoảng 78 tới 81.000 đồng 1 kg. Cụ thể, Tây Ninh giảm 1.000 đồng xuống 80.000 đồng 1 kg, ngang bằng với Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Vũng Tàu, Long An. Còn tại Hậu Giang, mức thu mua hiện đạt 79.000 đồng 1 kg, giảm 2.000 đồng 1 kg so với hôm qua. Trong khi lợn hơi hai miền Bắc Nam đều giảm, thì tại miền Trung Tây Nguyên, giá lợn hơi đi ngang, dao động khoảng 80 tới 81.000 đồng 1 kg. Cụ thể, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Bình Định cùng giao dịch tại mốc 80.000 đồng 1 kg. Riêng tại Quảng Nam, giá giảm nhẹ 1.000 đồng xuống còn 80.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị, có thể nói là tình hình dịch COVID-19 diễn biến khó lường đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Theo số liệu mới nhất, thì giá trị xuất khẩu rau quả tháng 1 năm 2021 đạt 260 triệu đô la Mỹ, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong năm 2020, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam với 56,3% thị phần. Giá trị xuất khẩu rau quả sang thị trường này đạt 1,84 tỷ đô la Mỹ, giảm 25,7% so với năm 2019. Tiếp đến là thị trường Hoa Kỳ đạt 168,8 triệu đô la Mỹ, chiếm 5,2%. Thái Lan đạt 157,2 triệu đô la Mỹ, chiếm 4,8%. Hàn Quốc đạt 143 triệu đô la Mỹ, chiếm 4,4%. Nhật Bản đạt 127,7 triệu đô la Mỹ, chiếm 3,9%. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Công Thương khuyến cáo doanh nghiệp cần tăng cường giám sát chất lượng hàng hóa, tránh vi phạm quy định của các nước về tiêu chuẩn, kiểm nghiệm, kiểm dịch, an toàn thực phẩm để quá trình thông quan không bị ảnh hưởng. Vâng, thưa quý vị, Tây Tựu thì được coi là một trong những vựa hoa lớn của Hà Nội và là nguồn cung cấp chủ yếu cho thị trường hoa thủ đô. Với người trồng hoa thì những dịp lễ Tết là thời điểm chính để có được một vụ mùa bội thu. Tuy nhiên thì năm nay dịch bệnh hoành hành và nông dân làng hoa Tây Tựu đang đứng trước một đợt thất thu lớn. Và đối với họ thì có lẽ những thiệt hại đó cũng không đáng là bao so với sự quan tâm của người dân cả nước về tình hình dịch bệnh. Và tất cả đều mong muốn là khi dịch bệnh được kiểm soát tốt và được đẩy lùi thì niềm vui sẽ trở lại như những cánh hoa mùa xuân. Những cánh đồng hoa cúc nở rộ nhưng chúng vẫn chỉ khoe sắc trên vườn mặc dù đã đến thời điểm thu hoạch. 8 xào cúc này, năm trước, ông Luyện đã tiêu thụ gần hết. Nhưng năm nay, dịch bùng phát khiến sản lượng hoa vẫn nằm trên vườn. Trong khi ông cũng như nhiều hộ dân trong vùng cũng chẳng mặn mà đem đến các chợ đầu mối vì giá bán cũng chẳng bù công sức. Thì dịch bệnh đến nay thì nói chung là người dân là cũng là thiệt thòi, thị trường thì ảm đạm, cái giá thì mình không đòi hỏi. Thế nhưng mà tức là cái nguồn tiêu thụ hàng của mình ấy thì nó mạnh hơn những ngày này thì may ra thì còn kéo lại vốn gốc đem về. Covid này là ế quá cho nên là chỉ thu hoạch được ít nào hay ít ấy thôi. Thế cho nên là dân là không làm được, không thu được. Dịp này, hàng năm luôn là thời điểm tấp nập kẻ bán người mua, những người nông dân ở vùng hoa trực tiếp bán tại vườn và được các thương lái tại Hải Dương, Quảng Ninh và Trung Quốc tiêu thụ. Tuy nhiên, thương lái vắng bóng, câu chuyện trên những ruộng hoa thời điểm này vẫn là khống chế dịch COVID-19. Bởi khi dịch được khống chế, đồng nghĩa thị trường hoa sẽ khởi sắc trở lại. Vẫn thu hoạch, sau này mà nó đỡ COVID thì là nó trở lại thì là hoàn toàn là bán được cái tươm. Đấy, nhưng bao giờ nó thế này là vẫn phải làm theo bao giờ được bông hoa thôi. Đấy. Vẫn hy vọng. Thua thiệt một tí thì nói chung là nó cũng ảnh hưởng, nhưng nó cũng không phải ảnh hưởng nhiều cho lắm. Còn mình phải nói nếu như bây giờ thiên tai bão lũ miền Trung, người ta còn thậm chí còn mất cả tính mạng, đi cả tài sản. Mà người ta vẫn sống được, mà mình không phải lo cái gì cả. Theo Ủy ban Nhân dân phường Tây Tựu, diện tích vùng hoa vào khoảng 700 hectare cung ứng cho thị trường Hà Nội, các tỉnh lân cận và Trung Quốc. Đến thời điểm này, phần lớn lượng hoa không thể trung chuyển ra thị trường dịp Tết do ảnh hưởng dịch bệnh. Tuy nhiên, với nghề trồng hoa truyền thống, bà con vẫn trông chờ và hy vọng vào thời điểm đầu năm. Thì nói chung là nhân dân vẫn đảm bảo công tác vừa sản xuất,
vừa đảm bảo công tác phòng dịch. Nhưng mà bên cạnh đó thì đương nhiên là nhìn về cái giá hoa thấp, nhưng mà bà con vẫn rất là trông chờ vào các những cái chính sách của Đảng, của nhà nước để làm sao mà trong cái đợt tới chúng ta có thể cùng nhau chung sức chung tay để dập được dịch. Hoa cười người khóc, đó là câu nói mà người dân vẫn ví về những vụ hoa thất thu. Nhưng giờ đây trong suy nghĩ của người dân, trồng hoa nó không còn quá quan trọng so với những nơi người dân vẫn đang phải căng mình chống dịch. Kịp thời làm cho không khí Tết nơi biển xa đầm ấm, trọn vẹn. Trong dịp Tết Nguyên đán, tiểu đoàn chỉ đạo 100% các nhà giàn canh gác 24/24 phát hiện mục tiêu trên không mặt biển, báo cáo kịp thời về sở chỉ huy các cấp, tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa tinh thần như gói bánh chưng, hái hoa dân chủ, các trò chơi dân gian. Với tinh thần đón xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao, cùng với chuẩn bị vật chất, tinh thần đón Tết cổ truyền của dân tộc giữa trùng khơi thật sự ấm cúng, bộ đội hải quân làm nhiệm vụ trên các nhà giàn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì nghiêm túc chế độ trực, tăng cường quan sát, phát hiện mục tiêu, báo cáo về sở chỉ huy các cấp, xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra. Vâng, thưa quý vị, Tây Tựu thì được coi là một trong những vựa hoa lớn của Hà Nội và là nguồn cung cấp chủ yếu cho thị trường hoa thủ đô. Với người trồng hoa thì những dịp lễ Tết là thời điểm chính để có được một vụ mùa bội thu. Tuy nhiên thì năm nay dịch bệnh hoành hành và nông dân làng hoa Tây Tựu đang đứng trước một đợt thất thu lớn. Và đối với họ thì có lẽ những thiệt hại đó cũng không đáng là bao so với sự quan tâm của người dân cả nước về tình hình dịch bệnh. Và tất cả đều mong muốn là khi dịch bệnh được kiểm soát tốt và được đẩy lùi thì niềm vui sẽ trở lại như những cánh hoa mùa xuân. Những cánh đồng hoa cúc nở rộ nhưng chúng vẫn chỉ khoe sắc trên vườn mặc dù đã đến thời điểm thu hoạch. 8 sào cúc này, năm trước, ông Luyện đã tiêu thụ gần hết. Nhưng năm nay, dịch bùng phát khiến sản lượng hoa vẫn nằm trên vườn. Trong khi, ông cũng như nhiều hộ dân trong vùng cũng chẳng mặn mà đem đến các chợ đầu mối vì giá bán cũng chẳng bù công sức. Thì dịch bệnh đến nay thì nói chung là người dân là cũng là thiệt thòi, thị trường thì ảm đạm, cái giá thì mình không đòi hỏi. Thế nhưng mà tức là cái nguồn tiêu thụ hàng của mình ấy thì nó mạnh hơn những ngày này thì may ra thì còn kéo lại vốn gốc đem về. Covid này là ế quá cho nên là chỉ thu hoạch được ít nào hay ít ấy thôi. Thế cho nên là dân là không làm được, không thu được. Dịp này, hàng năm luôn là thời điểm tấp nập kẻ bán người mua, những người nông dân ở vùng hoa trực tiếp bán tại vườn và được các thương lái tại Hải Dương, Quảng Ninh và Trung Quốc tiêu thụ. Tuy nhiên, thương lái vắng bóng, câu chuyện trên những ruộng hoa thời điểm này vẫn là khống chế dịch Covid-19. Bởi khi dịch được khống chế, đồng nghĩa thị trường hoa sẽ khởi sắc trở lại. Vẫn thu hoạch, sau này mà nó đỡ Covid thì là nó trở lại thì là hoàn toàn là bán được cái tươm. Đấy, nhưng bao giờ nó thế này là vẫn phải làm theo bao giờ được bông hoa thôi. Đấy. Vẫn hy vọng. Thua thiệt một tí thì nói chung là nó cũng ảnh hưởng, nhưng nó cũng không phải ảnh hưởng nhiều cho lắm. Còn mình phải nói nếu như bây giờ thiên tai bão lũ miền Trung, người ta còn thậm chí còn mất cả tính mạng, đi cả tài sản. Mà người ta vẫn sống được, mà mình không phải lo cái gì cả. Theo Ủy ban Nhân dân phường Tây Tựu, diện tích vùng hoa vào khoảng 700 hectare cung ứng cho thị trường Hà Nội, các tỉnh lân cận và Trung Quốc. Đến thời điểm này, phần lớn lượng hoa không thể trung chuyển ra thị trường dịp Tết do ảnh hưởng dịch bệnh. Tuy nhiên, với nghề trồng hoa truyền thống, bà con vẫn trông chờ và hy vọng vào thời điểm đầu năm. Thì nói chung là nhân dân vẫn đảm bảo công tác vừa sản xuất, vừa đảm bảo công tác phòng dịch. Nhưng mà bên cạnh đó thì đương nhiên là nhìn về cái giá hoa thấp, nhưng mà bà con vẫn rất là trông chờ vào các những cái chính sách của Đảng, của nhà nước để làm sao mà trong cái đợt tới chúng ta có thể cùng nhau chung sức chung tay để dập được dịch. Hoa cười người khóc, đó là câu nói mà người dân vẫn ví về những vụ hoa thất thu. Nhưng giờ đây trong suy nghĩ của người dân, trồng hoa nó không còn quá quan trọng so với những nơi người dân vẫn đang phải căng mình chống dịch.